năm gói với cái kẹo đó uống làm sao? Đồng năm gói. Đó, xin thưa các bạn. Gói đó. Không có 4 gói luôn hả vậy? Cái đó đang diễn ra. Thằng 2 gói, thằng 4 gói hết đó. 33. Đó đầu giữa Tháp 10, Đồng Tháp và chợ mới An Giang. Sổ gan chi đều hết chứ sao? Tháp 10 gồm có Kiệt, Phi, ai mà giành được đúng không? Mình chợ mới An Giang gồm có Lát Đạo Bạc, Sang Phạm và Hữu. Điểm cho chợ mới 1-0. Bóng ngoài. Điểm Tháp 10 một đều. Chị đá giỏi lắm. Cây luôn đây. Trắng bóng ngoài. Điểm chờ mới 2-1. Rồi. Tàu mới thua ngoài đó không thấy gì vậy? Chị đây. Nó cáp cho mày chơi. Thôi ông nội nó qua đây đừng có cáp tôi nữa, đừng có gọt. Nó Simo đi. Trời ơi trời. Tiếp tục của hòa giải bóng ngoài. Điểm cho mới 3-1. Thì một thôi. Thì một thôi, nãy là thua ngoài 5 gói rồi. Điểm Tháp 10 2-3. Bỏ luôn đi, chạy luôn rồi. Cái gì? Bỏ luôn đi chạy luôn rồi. Chạy thẳng luôn, chạy tét thì tét luôn. Rồi coi coi đem, coi đem. Mắc lớn gì vậy? Đi đá giỏi không? Giỏi năm giỏi rồi. Trời ơi, giỏi đâu má đi ngắt luôn trời. Vậy mà đâu má bường bường quá. Quá gắng vô. Nãy cắt vô đó không? Bỏ để đi. Để cái này cơ. Mày nhỏ đi mày cắt đi tao làm cái. Mày cắt. Còn đi Sài Gòn đây. Điểm Tháp 10 3-4. Không đó. Hay quá. Và chấp bóng tốt của Sang Phạm. Điểm cho chợ mới 5-3. Phi xử lý bóng tốt. Điểm Tháp 10 4-5. Và xử lý khéo léo của Hữu nâng điểm số. Mày thấy hai tay được luôn á. Chờ chờ mới 6-4. Năng nêu gì chạy bóng tốt. Điểm cho Tháp 10 5-6. Rồi xử lý khéo léo của Sản Phẩm 7-5 cho chợ mới. Đập bóng ngoài. Điểm cho chồng ấy 8-5. Ví dụ má là giờ chỉ còn tao cứu tao rồi chứ còn không ai cứu tao được như vậy. Rồi bỏ ra không có cắp nữa. Lãng luôn rồi. Ừ.
pha xử lý bóng cốt của Phước thấp 10. Sáu tám thấp 10. Hổ đập bóng tốt, điểm chào mới 96. Điểm thấp 10 79. Mười bảy cho chợ mới. Tiếp tục là pha xử lý thông minh khéo léo của Sang Phạm. 11-7 cho chợ mới. Mười một bảy. Trời trong tay. Điểm thấp 10 81. Phải xử lý quá khéo léo của Hổ. 12-8 cho chợ mới. Và bắt hai quá thông minh của Phước thấp 10, 9-12 thấp 10. Và bóng nguy lực của Sang Phạm. Giờ ăn này rồi chắc sao? Hả? Để tôi hỏi thử coi chắc phải vô luôn. Được không? Chắc tôi gan mà kiểu như là mũi đốt đi nóc nữa. Chết trong bạn nó chứ lấy được kiểu chụp gì nữa vậy. 13-9 giờ chạy mới. Mày không biết chạy cái này mà. Tôi quýnh đầu biết. Tôi hủ đủ tôi, hủ chứ quýnh hoài biết rồi. Không ba. Là bố quýnh thời đâu trời. Không quýnh rồi thì 10-13 cho thấp 10. Mà không chạy 33 không ăn tay xơi rồi mà. Còn đội 3.4 nữa không? Thủ đập bóng tốt. 14-10. Con xe nó thua nó cho về luôn như vậy. Nay chú còn thua rồi đó. Phát bóng ngoài. 11-14 cho thấp 10. Rồi kết thúc sẽ đấu set thứ hai này, tiếp tục tem chờ mới Hủ Lát và Sao Phạm để chiến thắng được tem cho thấp 10.